Bạn đang nghe từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Năm điều nhân tình ăn đứt vợ. Phụ nữ có giỏi, có đẹp cũng bị kẻ thứ ba đánh bại bởi những điều này. Thứ nhất, nhân tình có những chiêu trò hư hỏng trên giường. Đàn ông yêu bằng mắt, lần đầu họ có thể chọn người đàn bà khác chỉ vì cô ấy xinh đẹp hoặc có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, nhân tình không đẹp, đàn ông cũng mê đắm không muốn về nhà. Đó là vì, ở nhân tình luôn có những chiêu trò hư hỏng khi ở trên giường. Cô ta khôn khéo, dùng nhiều chiêu để dụ dỗ, cuốn hút đàn ông. Những chiêu trò đó, như bùa mê thuốc lú, khiến đàn ông vương vấn mãi mà không muốn về nhà cùng với vợ. Đàn ông thích nam thế chủ động, nhưng đôi khi lại khao khát nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh làm gì đó mới mẻ, gây thích thú. Họ thích nhìn người phụ nữ chủ động ở trên giường, và cả hai phải có những cảm xúc thăng hoa khi làm chuyện ấy. Đó là điều mà ả nhân tình thường sử dụng, khiến đàn ông quên rằng mình đã có bến đỗ hạnh phúc. 2. Không cau có, không cằn nhằn. Đây là điều bổ hơn đứt vợ. Phụ nữ cằn nhằn là bởi quá lo cho chồng, nhưng lại không hiểu một điều rằng không đàn ông nào thích nghe trách móc, chỉ trích, nhất là nhắc đi nhắc lại một vấn đề từ ngày này qua ngày khác. Nhân tình thì ngược lại, cô ta đến với đàn ông nào ràng buộc trách nhiệm, càng không chung sống bên nhau mỗi ngày. Họ chỉ gặp nhau khi có cơ hội, lên giường khi muốn, nên chỉ nói những lời ngọt ngào, âu yếm, khiến đàn ông say lòng. Vợ tối ngày than vãn, đầu tắt mặt tối, chẳng còn lấy chút thời gian chiều chuộng, cười đùa, tâm sự với chồng. Nhân tình lại luôn chăm sóc chu đáo, không bao giờ nặng lời, cáu bẳn, luôn vui vẻ đón chồng bằng gương mặt nụ cười tươi tắn nhất. Nhân tình cho đàn ông thứ thiếu thốn ở vợ. Thử hỏi, sao đàn ông không bất chấp mà chạy theo? 4. Chiều chuộng, đặt đàn ông lên hàng đầu. Nhân tình luôn biết cách chiều chuộng và lấy lòng đàn ông. Cô ta có thể đáp ứng hết những điều đàn ông muốn. Cũng vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có cảm giác mình là một, là riêng, là thứ nhất. Thậm chí, nhân tình có thể dùng những lời có cánh để đàn ông nở mày nở mặt và cảm thấy tự hào. Điều này ít có người vợ nào có thể làm được, vì phụ nữ nghĩ khen chồng mình chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng nhân tình lại khác, họ luôn sẵn sàng làm hài lòng người đàn ông bên cạnh. 5. Vừa lả lơi, vừa khiến đàn ông muốn chinh phục. Nhân tình biết cách quyến rũ đàn ông, từ cách ăn mặc, cách nói năng, từ khả năng vuốt ve cái tôi của đàn ông cho đến chuyện ấy. Họ lả lơi vừa đủ để khiến đàn ông thèm muốn, khiến bản năng chinh phục trong họ trỗi dậy. Đàn ông vốn chỉ muốn thêm, không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn đập đổ. Dù đã có vợ đẹp còn khôn, nhưng bản tính tham lam khiến anh ta không khỏi mềm lòng, hứng khởi trước người đàn bà khác thú vị, mới mẻ và hấp dẫn hơn vợ. Để rồi anh ta sẵn sàng lừa dối vợ con để theo đuổi, chinh phục nhân tình. Vậy nên đàn bà ạ, dù có giữ chồng chặt đến mấy, thì khi đàn ông đã muốn thay lòng, vợ sẽ không thể giữ chân được anh ta cả đời đâu. 5. Không có ép đàn ông vào khuôn khổ. Nhân tình sẽ không bao giờ bắt đàn ông phải làm điều này, điều kia, không ép đàn ông phải trở thành hình mẫu cho người ta. Vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có thể sống thoải mái, tự do làm điều mình thích. Còn khi ở bên vợ, đàn ông luôn phải sợ những lời so sánh mình với người khác. Điều này khiến đàn ông cảm thấy vô cùng bất công và không hài lòng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha! Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé! Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!